Wow, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ mấy anh em Duy Minh vừa cúng cơm xong, thì Duy Minh cũng có gỡ một ký mấy cá khô, cá lóc với dưới quê lên quý cô chú anh chị ơi. Thì anh nấu vàng, anh chiên cho mấy anh em ăn, thì mấy anh em ăn rất là ngon. Duy Minh cũng mới vừa ăn xong luôn đó quý cô chú anh chị, thì rất là ngon và tuyệt vời luôn, mấy anh em khen quá trời luôn đó. Thì bà con cô bác thấy nè, đang nấp nấp áo lạ phải nấp mà được. Hôm nay mình mặc đa sắc màu á, đa sắc màu trắng xanh. Qua áo xanh không? Dạ, và màu đỏ, cam, đỏ. À, mai là có tím nha mọi người. Đúng rồi, cái này là mình không, này là mình không phải dặn rồi. Mai tại vì chủ nhật là mình không phải dặn, tại vì đúng là chủ nhật có tím nha. Cứ nên thử về giặt đi nha, mai mặc tiếp nha. Không, áo tím em tặng hai cái mà. Ba cái luôn mà anh. Đúng rồi. Ờ với khán giả anh một cái nữa là ba cái mà. Ba cái áo tím. Nói chung là áo tím là màu chủ đạo. Đúng rồi. Màu yêu quý, màu yêu thích của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Đó. Là cái áo tím hôm nay anh mặc nha mọi người, với lại cái anh mà giờ buổi sáng kìa, mà anh tới tôi buổi sáng kìa, anh cảm giác giống như là Tết đến vậy đó. Nó lạnh 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 đã lắm, giống như kiểu như là Tết, mùa Tết đang đến vậy đó. Ừ. YouTube lạ. Anh này cũng lạ nè nghe, anh cũng mới đi Bình Định về mấy hôm qua rồi. Mỗi thứ năm đó. Cái bình kêu cậu các bạn bắt bẻ hoài mấy cô gọi thoại bắt bẻ hoài bả là bình đường kêu cậu. Mình có cậu là thay phê có. Cái cậu á là cái danh từ ngày xưa của chú rồi. Cái danh từ ngày xưa của chú rồi. Mọi người thay lại của chú dần dần. Ví dụ như em kêu chú này nhưng mà trên YouTube em vẫn đọc cậu nha. Cậu đúng rồi. Tại vì cái danh từ của chú mà. Chú quen rồi, đúng rồi. Cho nên là em trên YouTube em vẫn đặt là cậu Năm. Ừ. Nhưng mà em thì em gọi là chú, nhưng mà trên YouTube đã có cái danh từ từ đó giờ rồi. Rồi. Nhiều khi mình để chú là người ta nó không có đề xuất với lại người ta sẽ không hiểu. Để tên Google nó sẽ hiện ra. Mình để cậu Năm là tự nhiên là khán giả là biết là chú Vũ Linh rồi đó. Cái cậu Năm là ta biết cậu Năm Vũ Linh rồi đó. Mà anh có công nhận là bữa nay anh thấy nó chưa nắng mà hơi gió hơi lạnh lạnh đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, đúng ra là bữa nay nắng nóng là nóng lắm đó, nhưng mà giờ mình cảm giác còn mát luôn á. Hôm nay đã là ngày 6 tháng 10 rồi. Ngày 6 tháng 10 mình. Đó. Chạp là 2 tháng nữa gần. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 của ngày Tây rồi. Ngày dương lịch tới quý vị chúng chị. Hôm nay nó nhân một ngày đó, đồng nhân một tháng đó. Từng tháng 9. Nếu không là bây giờ sắp tới Tết rồi mọi người. Đúng rồi. Đó, bây giờ bà con để dành tiền tu Tết nha, sắp Tết rồi đó. Mà anh nhìn có lạ không? Rồng này cỡ nào cỡ cũng không ấy mà giờ anh nhìn nè. Để sau cái chậu lục bình nè, quá trời tốt luôn đúng không? Mà sao cái ông rồng này ông cứ dị hoài luôn á. Ông rồng ông không tốt bằng đúng không? Ừ, ngộ ta. Hồi đó hồi hổm em bỏ phân với anh bỏ điều đúng không? Bỏ điều không? Bỏ điều hết luôn đó. Ừ. Mà sao về tốt mấy cái này không ạ? Hay là vô chậu nhỏ không ta? Chậu nhỏ thì cái bên kia nó cũng bên hơi kia tốt nó là tư nha. Bên kia nó bên còn kia tư mình uống. Ngộ ta, phong thủy á, em nghĩ phong thủy hay sao? Hai ông đi nhà hết. Đúng rồi. Hết mà ông tươi ông ít tươi hơn. Ừ. Ông Mì á nó nói á là cái ông bên đó là giống em. Còn cái ông bên này thì giống Mì. Dài. Hôm nay cũng tôm tắt ha, trái cây đồ đầy đủ ha quý chú chị. Ừ. Bên trên mộ của chú thì có hai cái bông ruby. Bữa nay anh Trần Kèo với Ngọc rồi. Nghĩ lại rồi. Nghĩ lại hả? Coi nữa. Trời ơi thiệt tình luôn. Tại vì cái kênh của anh ít like mà. Anh like nó đâu có đề xuất đâu. Anh níu kéo không dạ, anh vô. Trời, níu kéo vô nữa kìa. Dạ. Đó. Dạ anh Ngọc. Sao mà có áo dài tay cho anh Ngọc, có trái đen thu được có tay nè. Ừ. Đây. À, bữa trưa rất bình yên nha cô chú ơi. Mà hôm nay thì hơi mát mát nha quý cô chú anh chị. Đó, hình như là Duy Minh nghĩ rằng là sắp lập đông rồi.
lập đông rồi quý cô chú anh chị. Nước lũ dâng rất là cao ha. Còn miền Tây mình, miền Nam mình là trời nắng. Ở dưới rồi, ở dưới miền Tây á, dạo này cũng ngay cái mùa nước lũ nha quý cô chú anh chị. Thì cái mùa nước cũng đang chuẩn bị giật, giật quý anh chị, đang giật, nước giật á. Ở ở dưới quê em gọi là nước giật là nước xuống á, nước ròng á. Là nước giật xuống á. Còn nước lên thì nó đang chuẩn bị giật quý cô chú anh chị. Bà con cô bác thấy không, hồi sớm thì có phóng viên người ta đến đây quý chú anh chị. Hồi sớm anh thấy có phóng viên đến đây không anh? Có phóng viên là truyền hình đó đó, hai người ấy á, hai người ta mới đi đó. Đây nè, polo nè, đang 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 like nè, đang like nè, ôi đang like nè, anh chia sẻ cho, đó, ôi em đang like đó, ôi đã chưa? Dạ, anh chia sẻ đó. Này nhiều anh chuyển qua TikTok ha quý cô chú anh chị. Rồi hiện tại bây giờ bên trong thấy có mấy anh em đang ngồi đang tĩnh tâm, ăn cơm no say luôn quý anh chị. Hôm nay là đem cá lóc đến khô đến. Hình đại diện y chang luôn nha, nó cũng y chang luôn á, khác rồi chứ. Nè, anh Níu, vô ấy cơm kìa, có cá lóc đâu có cúng đâu. Cá lóc còn nướng chưa? Chiên một đống tổng kìa. Khô... Đó. Chiên hồi nào? Anh nấu vàng chiên em đem lên á. Chiên hồi nào vậy? Chiên hồi cho anh miếng coi. Ờ, nãy giờ kêu chưa? Trời ơi, cái thằng ơi, cái dấu nó ăn mình không à? Dấu. Kêu rõ ràng luôn, ăn kêu. Khó cá con Minh đâu rồi? Đó thì... Hả? Anh ăn không, anh ra lấy ngoài kia kìa. Ăn quá đi ăn luôn. Quá có cây ngồi ăn mình không mọi người. Nói tội nhớ chứ mà. Không biết có còn một comment vô em cười bò luôn á. Vô nhà anh Kim Tiểu Long rồi đó. Kêu gì kiếm thịt gì đó. Vô quay kêu Kim Tiểu Long chứ. Ăn có 4 con ghẹ với 8 con mực mà nói ghét à. Ghét thiệt cơ. Khổ thiệt. Không biết vô nhà anh Kim Tiểu Long. Khán giả cà phê bảo là từng ống vàng nó đi kìm thịt nó ăn. Bùi bá. Vó tài thì kìa. Bởi vì làm sao mà ở đời mà sao mà vừa lòng người được quý cô chú anh chị. Là con thịt nó còn đá. Đi tìm thịt ăn. Trời đi, giờ sao giờ? Viên gieo đến đâu thì mình đến đó thôi á anh áo vàng. Đúng rồi, viên tới đâu thì mình tới đó thôi. Thỉnh hả? Đem ra phía trước đi ha. Thỉnh ngoài chùa lên mới bên đây ha. Ừ. À, sáng anh áo vàng cúng quý anh chị rồi thỉnh lọc. Ừ. Ở đây là còn ấy ha. Bữa với trái cây nè. Ở đây nó mát rồi nè. Đúng rồi. Trời ơi, để giữa trời nắng ta. Mà cô Niu chưa mời lên được nè. Hả? Cô Cưng chưa mời lên giúp được. Chưa đủ giờ. Để anh tạo phòng. Chưa được đủ giờ không tạo phòng. Chưa đủ giờ. Tạo phòng. Anh like nhiều chưa? Chưa, chưa đọc like đâu. Vậy là chưa đủ giờ sao ấy được. Chưa đủ giờ mà. Đăng clip toàn là 1 phút như thế này mấy giây không à? Thì anh phải like nhiều mới được. Anh phải đủ giờ mới được. Em like 3 lần là đủ. Ôi, bữa nào cứ cắm từ sáng chiều giờ ta coi đã luôn á. Em like lần tiếng tiếng thôi. Nên chắc cái nổ máy luôn á, nó nổ máy luôn á. Đợi kiểu này nó nổ máy luôn á. Lần tiếng tiếng thôi. Cứ lần tiếng tắt giờ đây nữa hả? Tiếng là dữ lắm rồi. Nè cô chú. Cô chú nhớ vô cũng yêu ủng hộ cô chú ơi. Thôi quý cô chú chị ơi, bữa nay thì mấy anh em cũng chào bà con cô bác nha. Đó. Thôi xin phép dừng clip ở trên YouTube em nha. Em cũng xin dừng clip trên YouTube luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó, hôm nay thì bà con cô bác thấy cũng hơi vắng nha. Quý chú anh chị. Hồi sớm thì cũng có phóng viên đến quý cô chú anh chị ơi. Đến đây cũng hỏi thăm này kia rồi về tình hình của là bên về là gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà Di Minh nói về cái phần đó thì Di Minh không biết đến, không phải là mình nói không biết đến mà kiểu như mình biết
nhưng mà mình sẽ không xen vào, tại vì ở đây là tụi em chủ yếu là lo chăm sóc mộ của chú Vũ Linh thôi đó quý cô chú anh chị, cho nên là những người đó không có hỏi tiếp theo quý cô chú anh chị, và cũng hỏi phong phanh vậy thôi đó. Thì gặp Duy Minh, Duy Minh trả lời như vậy. Mong rằng bà con cô bác để lại những cái comment bình luận ha. Những cái vị đó lên đây với cái chắc là viết bài hay là như thế nào quý cô chú anh chị, có khán giả cũng comment bình luận là lên đây viết bài ngầm cho là bên bên chị Phượng hay là cô Sáu gì đó, thì cái đó thì mình không biết ha, đó thì đó là suy luận của mọi người thôi đó. Thì mọi cái suy luận của mọi người đều có cái ý nghĩa cái riêng khác nhau, nhưng mà Duy Minh thì không biết gành, cho nên là cái nào mà mình nó không biết mình không biết đó quý cô chú vậy. Mong bà con cô bác xem video đây là những cái comment bình luận coi như thế nào ha quý cô chú vậy. Bây giờ thì Duy Minh xin chúc bà con cô bác ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống ha, làm ăn phát tài phát lộc. Duy Minh xin chào bà con.